khi mà mình đang gặp tình trạng về khó ngủ, mất ngủ, đau nhức về xương khớp, máu lưu thông lên não không được, rất là đau, đau cổ vai gáy, đứng lên ngồi xuống hay bị say sờ mặt mày, cái máu lưu thông kém ấy, mình phải xử lý từ cái nguyên nhân, xử lý từ cái gốc. Đó là gì ạ? Máu đang chảy từ tim lên não, nó đang bị tắc ở phần cổ đó, nó đang bị tắc ở phần cổ, nó đang bị chặt ở phần này, các màng bám sơ cứng sơ vỡ ở cái thành mạch máu này, nó đang khiến cho mạch máu của mình nó bị hẹp lại. Mạch máu bị hẹp lại và máu không lưu thông được, giống như anh chị em mình bóp cái vòi bơm nước ấy, thì có phải khi bóp ấy nó sẽ bị tắc đúng không ạ? Khi tim nó không đẩy được máu lên não, thoái hóa đốt sống cổ nó đang đè vào mạch máu, đè vào dây thần kinh, khiến cho máu không lưu thông được. Cái đoạn này lên đấy nó đang đè đoạn này, dẫn đến hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, mất ngủ, thậm chí đó là tai biến, thậm chí là đột quỵ. Nên anh chị em nhé, muốn hết hẳn thiếu máu não thì ngoài việc mình xử lý phần cấp là mình uống thuốc, uống hoạt huyết để cho máu lưu thông, để cho giấc ngủ ngon, thì mình cần làm gì ạ? Làm sạch thành mạch máu, làm sạch huyết quản để cho máu lưu thông qua cái đoạn này. Máu lưu thông, cái thứ hai là xử lý cái thoái hóa đốt sống cổ, để cho máu lưu thông lên não được tốt hơn, nó không cản trở nữa, và nuôi dưỡng lại cơ tim, để cho tim chính là cái máy bơm này, nó bơm máu từ tim trên lên não bằng cách kết hợp thêm nha. X thanh trà mình uống thay nước lọc cả ngày, một ngày uống cho em 4 gói X thanh trà mình uống thay nước lọc cả ngày, đúng không ạ? Để nó làm sạch mạch máu, thải độc cho gan thận, làm sạch huyết quản, giúp máu lưu thông. Kết hợp với canxi hữu cơ sinh vật. Canxi thì mình sẽ uống vào buổi sáng. Canxi này ấy, nó là canxi thuộc dòng đông y, canxi thủy phân enzyme. Thì anh chị em mình uống vào để khôi phục thoái hóa đốt sống cổ và nuôi dưỡng lại cơ tim, để khôi phục lại thiếu máu não, đúng không ạ?